Hôm nay bạn Ốc bạn ấy đạp xe từ nhà bà ngoại về đây. Xem mà có về được đến nhà không, là có kêu có mệt không con? Không mệt à? Thôi cứ đạp bình tĩnh thôi. Nào mệt thì bảo mẹ nhá. Sao đây? Chân sao đây? À không sợ đâu, không sợ chó đâu, con cứ đi thẳng đi sợ gì. Nhà bà ngoại về là gần 5 cây đấy. Bà ấy đạp xe từ 18 giờ 10 phút ở trên nhà bà ngoại. Hiện tại thì đang đi được nửa quãng đường rồi. Mệt chưa? Thế à? Vẫn đang tiếp tục hành trình với bạn Ốc, đi xe từ nhà bà ngoại về nhà. Hiện tại là sắp về đến đích rồi. Chỉ còn chắc độ khoảng 2 cây nữa là về đến nhà thôi. Đang đi đến đoạn dốc nên là bạn ấy phải dắt xe đây. Dắt lại còn dắt bên trái. Nên là đi đến lên đến đường quốc lộ rồi. Chỗ này con đi chậm đây, con chờ mẹ nhá. Và đi đến đây là đã sắp chuẩn bị kết thúc cuộc hành trình của bạn Ốc. Đã sắp về đến nhà rồi ạ. Và đây là địa điểm kết thúc cuộc hành trình của bạn Ốc. Bạn Ốc đã kết thúc cuộc hành trình. Mệt không con? Con mệt không? Bạn ấy đi từ lúc 6 giờ 10 phút và bây giờ là 6 giờ 49 phút.